Bây giờ thầy sẽ gửi cái link ha, còn Duy thì Duy cứ viết ra một tờ giấy thôi được, hoặc Duy viết bản đi cũng được cho nó nhanh. Rồi sẽ trả cái từ vựng bài một số từ trước. Chưa học đúng không? Ok rồi. Ok. Rồi. Thầy có gửi cho các bạn cái link, thì bạn vào đây để mình sẽ trả bài một số cái từ của cái bài hôm bữa trước, trước khi mình qua bài mới ha. Rồi. Rồi, các bạn vào tạo một cái nốt của mình để cái tên của mình ha. Từ vựng về bài mạch điện với lại bài làm bánh. Trả sơ một số chữ mình hay gặp thôi. Rồi. Chữ đầu tiên sẽ là mạch điện. Mạch điện ha. Chữ số 2 sẽ là chất dẫn điện. Chữ số 2 là chất dẫn điện. Chữ số 3 thành phần, danh từ có nghĩa là thành phần. Mình có thể viết từ nào cũng được ha, bạn nào mà thuộc bài thì có thể viết từ đồng nghĩa luôn, thành phần. Chữ số 4 sẽ là chất cách điện. Chữ số 5 sẽ là động từ, có nghĩa là gấp lại được, gấp lại ha, gấp lại. Chữ số 5. Chữ số 6 tính từ, có nghĩa là xuất sắc. Xuất sắc hay là một cái trường hợp ngoại lệ đặc biệt nào đó ha. Xuất sắc hoặc là ngoại lệ, tính từ. Chữ số 7 là bị mòn, bị ăn mòn, động từ ăn mòn. Rồi, chữ số 8 thành phần. Thành phần của cái bánh ha, thành phần là gì? Và chữ số 9 hợp chất. Chữ số 10 sẽ là hỗn hợp. Hợp chất thì khác ha, hợp chất là nó hòa tan với nhau, rất là khó tách nó ra, cần phải có năng lượng. Còn hỗn hợp thì cứ trộn rồi tách thôi. Chữ số 10 là hỗn hợp. Rồi. Chữ số 11 tính từ, có nghĩa là giống nhau. Tính từ mình hay thấy có chữ same, similar. Thì ngoài cái chữ đó ra còn chữ gì nữa?
giống nhau ha. Và chữ cuối cùng trong bài này sẽ là thành phần hóa học, tức là nó sẽ ghép giữa chữ hóa học và chữ tạo thành. Tạo thành động từ của nó là chữ compose, thì danh từ là gì ha. Rồi ghép hai cái chữ đó lại là có 12 chữ tất cả. Bạn nào xong rồi có thể enter để mà thấy ha. Rồi, từ số 1 là mạch điện, đọc là circuit, đúng rồi. Chữ số 2 là chất dẫn điện, conductor, chính xác. Số 3 là chất cách điện ha. Số 3 là chất cách điện. Chất cách điện. Ở đây, số 3 thì nói là thành phần thì ạ. Thành phần không thể anh dạ. Như vậy là thành phần. Thành phần thì sẽ là chữ part là 1 nè. Hoặc là chữ component. Component là thành phần. Những cái linh kiện nó có những cái component nào, những cái thành phần nào. Vậy chữ element này nhớ là ở khu không có anh Hiếu. Element này để đây đi. Rồi. Chữ số 4. Chữ số 4 sẽ là chữ chất cách điện, là insulator. Động từ của nó là insulate và danh từ là insulator, nghĩa là chất cách điện. Số 5 là gặp vào, folded. Số 6 là excellent, đúng rồi. Excellent và exceptional, chính xác. Chữ excellent này có thể có nhiều bạn viết hay có sai á, thì mình nhớ là mình giỏi xuất sắc cái excel ha. Chữ excel là động từ, mình chỉ cần nhớ chữ excel là được rồi. Excel at something có nghĩa là mình giỏi một cái gì đó, nó là động từ của chữ excellent. Và exceptional, đúng rồi, chính xác. Chữ số 7 là corrode. Corrode có nghĩa là bị rỉ sét hay là bị mài mòn. Và chữ số 8 element. Số 8 đúng rồi. Element là nguyên tố hay là yếu tố. Còn của mình là compound, hợp chất, compound. Và số 9 là hỗn hợp, có nghĩa là mình phải trộn lại thì là mixture, chính xác. Số 10 là surround. Nhầm để số 10 là chính là cái compound. Còn số 8 lúc nãy thì thầy nói là gì nhỉ? Hợp chất hay hỗn hợp gì đấy, không nhớ. Không phải, số 8 là gì nhỉ? Nãy... Số 8 là thành phần. Thành phần. À, đúng rồi. Thành phần là ingredient. Ingredient mình hay thấy ở trong những cái sản phẩm mình uống, những cái gói bánh. Rồi, số 9 là compound và số 10 là mixture, là hỗn hợp. Và số 11 sẽ là giống nhau. Giống nhau thì mình sẽ có những chữ sau đây. Thứ nhất là same, dễ. Thứ hai là tương tự, similar, nó nhẹ hơn một chút so với chữ same. Và cái số 3 nó sẽ là chữ người với người giống nhau, thì mà người với người thì thường là mình hay bắt đầu bằng ID, có cái chứng minh nhân dân, thì nó sẽ là identical, nó sẽ đi từ chữ identity ha, viết là identity, danh từ. Mình hay nghe là identity card, có nghĩa là một cái nhận dạng, một cái nhân thân của mình. Và tính từ của nó là giống nhau, identical, sẽ là tính từ. Và cuối cùng là số 12 là chemical composition, tức là hợp chất hóa học. Đang đi thi, sáng thi rồi. Đúng.
Rồi, mình hết ha. Như vậy. Rồi, đây là những cái chữ mình hay gặp. Rồi. Bây giờ mình sẽ qua bài mới ha. Bài mới. Rồi, back to nature. Những cái từ này rất là dễ, về thiên nhiên. Rồi, số 1, mời Duy. Waterfall. Waterfall nghĩa là thác nước. Nó ghép giữa chữ nước và chữ rơi xuống. Waterfall là thác nước, chính xác. Rồi, chữ số 2, mời bạn Như. Em nghĩ cái đó là từ bay có thể. Bay, bay là vịnh đúng không? Dạ. Bay. Rồi, bay ở đây đi ha. Rồi, cứ nghĩ là bay. Rồi, số 3 mời anh Hiếu. À, số 3 thì mình nghĩ là bay. Số 2 thì mình nghĩ là vali. Số 2 thì anh nghĩ là vali, đúng rồi. Chính xác. Ở đây cái vịnh là thường là nó có biển. Nó sẽ là ngọn núi trắng trắng xung quanh. Để nơi để tránh bão. Như vậy là cái số 3 nó mới chính là bay. Và cái số 2 thì mình thấy đây là một cái valley, cái thung lũng, tức là một cái chỗ trũng giữa hai cái núi. Và cái số 4 là cái cuối cùng, nó sẽ là cliff, tức là cái mỏm đá. Mình gọi là cliff, cái mỏm đá. Rồi, cái này dễ ha. Bây giờ bài số 2 mình sẽ phân biệt những cái chữ sau đây. Những cái chữ đúng rồi. Rồi, ở đây là bốn chữ đều có nghĩa là đất cả. Nhưng mà mình phân biệt như thế nào? Nó chỉ có chữ số 2 là cát thôi, còn ba chữ còn lại là đất hết. Như vậy mình thử ha, thử một câu, thử là số 1. Mời bạn Châu. Ngôi nhà mà chúng tôi đang mua thì nó come with, tức là nó đến với, tức là nó có, khi mà mình mua là nó có sẵn nhiều cái gì? Nhiều gì ha Châu ha? Ý là Châu chưa làm đúng không? Giờ Châu nghĩ coi, có nhiều đất hay là có nhiều cát hay là gì? Nhiều đất. À, có nhiều đất. Rồi, như vậy mình sẽ loại cái sen ha. Rồi, mình để đó đi. Số 2, lát mình quay lại sau cũng được. Số 2, mời bạn Hà. Dạ, chắc là những đứa bé thì nó thích chơi. Chơi ở đâu? Chơi ở trên đất đúng không? Nhưng mà mình để land hả? Land, rồi. Ok, để land thử ha. Land. Số 3, mời anh Hiếu. Số 3 là ground. Ground. Là ngồi, yeah. Ground. Không có ghế ở trên cái giảng đường, thành ra là chúng tôi phải ngồi ở trên sàn nhà. Trên sàn nhà, chính xác. Như vậy cái chữ ground này mình hay thấy ở những cái trung tâm thương mại mình hay đi, mình thấy ground floor, tầng trệt. Như vậy ground có nghĩa là mặt đất. Mặt đất ha, cái chỗ mà mình đứng nó gọi là mặt đất. Rồi, như vậy cái chữ ground là mặt đất. Tiếp theo câu số 4. Mời bạn Hà. Số 4 là tôi mua một cái gì đó rất là lớn để mà tôi có thể planting, trồng trọt trong khu vườn, khu rừng, khu vườn. Vậy mình muốn mình trồng là lan luôn hả? À, lan luôn đúng không? Rồi, bây giờ mình phân biệt bốn chữ này trước nè. Mình hay lộn ha, sand là cát thì quá dễ. Soil, cái chữ này đọc là soil, có nghĩa là đất, nhưng mà là đất trồng cây, đất trồng. Mình mua về mình trồng ha, là soil. Land ở đây mình hay thấy bây giờ Novaland, các bạn thấy đúng không? Novaland tức là một cái mảnh đất, một cái miếng đất thì gọi là land. Và cái ground này là mặt đất. À, các bạn thấy underground là dưới mặt đất là vậy đó, dưới lòng đất đó, underground đó. À, như vậy mình phân biệt như vậy là mình sẽ mua một cái đất trồng đúng không? Một cái túi lớn như vậy là nó sẽ là soil. Và các bạn nhớ những cái chữ soil này không có s ha. Trừ cái chữ trong bốn chữ này chỉ có một chữ có s được là land thôi.
tức là miếng đất mà, một miếng đất hai miếng đất thì mình a piece of land hay là two pieces of land được. Rồi. Ground floor. Rồi, đúng rồi. Số số 2, những đứa bé nó hay chơi như vậy là như vậy nó chơi ở đâu? Trong. Chữ mình còn lại hai chữ thôi. Nâng ở test. Em nói chữ gì? Land hay là chữ sand? Chữ Xin sang trên cát đúng không? Ừ. Và như vậy chữ cuối cùng sẽ là ngôi nhà này nó có rất là nhiều cái land, tức là mẫu đất, miếng đất để mà mình có thể mình sinh hoạt được ha, land. Rồi, mẫu đất, miếng đất. Rồi. Đó là phân biệt giữa bốn chữ này thôi. Bây giờ bài số 3. Bài số 3 này sẽ là một cái dạng để mà mình có thể mình biết được là mình đoán được cái nghĩa của cái từ. Rồi, bây giờ mình làm 3B luôn. Pioneering hôm bữa trước mình đã làm rồi. Pioneering, như vậy là chữ số 2 Lime Regis. Mời anh Hiếu. Lime Regis thì mình sẽ đi tìm cái từ đó trong đoạn văn trước. nó ở chỗ Marie Anh ngay phía dưới tức là Who lives in Lambaris Rồi. thì gần nghĩa cho cái từ này sẽ là a coastal town in the southwest of England. Chính xác. Mình sẽ thấy sau dấu phẩy là nó sẽ có một cái chữ là đại diện cái người này sống ở cái Lyme Regis và nó là coastal town là gì anh Hiếu ha? Cho là thành phố biển. Dạ, chính xác. Coast, coast là biển, bờ biển. Coastal là tính từ của nó thôi. Thành phố ở bờ biển và nằm ở phía tây nam của nước Anh. Rồi, chính xác. Và chữ thứ ba, fossil. Fossil mời bạn Hà. Fossil mình thấy ở đây có chữ fossil ha. Kế tiếp luôn. Hà thử coi fossil Hà thấy có cái gì gần gần những cái chữ đó ha. Ở đây nó có mở ngoặc. Remains in rocks. Đúng không? Nó là cái chữ mở ngoặc như vậy là để giải thích cho cái từ đó ngoài dấu phẩy, ngoài dấu gạch ngang nó sẽ có mở ngoặc cũng được. Remains ở đây có s ha, remain mình hay thấy là mình nói là còn lại bao nhiêu phút. Remaining mình hay thấy cái chữ này. Và ở đây là danh từ có s, remain có nghĩa là những cái tàn tích, những cái còn sót lại và nó nằm ở trong đá. Như vậy là fossil là một giờ trước tiên mình gặp danh từ mình không đoán được nghĩa nó thì mình sẽ đoán nó là danh từ đó là danh từ chỉ người hay chỉ vật. Theo Hà thấy đây là chỉ người hay chỉ vật? Dạ chị vâng. Đúng rồi, chỉ vật, và nó là một cái vật gì còn lại ở trong đá đúng không? Đúng rồi. Và cái bài này nói về cô Mary Anning này và nói về lịch sử tự nhiên. Như vậy cái còn sót lại ở trong đá đó nó sẽ là những cái hóa thạch. Chính xác, hóa thạch, nó hóa thành đá. Fossil, chính xác. Rồi, chữ siblings có s ha, siblings. Rồi, mình thấy ở đây có siblings. Siblings ở đây luôn. Như vậy mình đọc cái câu chứa cái chữ này trước. Như vậy câu này nó hơi dài. Mình đọc thử ha, Duy. Sibling thì theo em nó sẽ có nghĩa gì ở trong này? À, Duy đọc cái câu đó trước thử đi. Sibling from an early age had to look for fossils, although she was the only one of the brothers and sister who became an expert, because he understood that fossils were of interest to geology and biology, not just tourism. Rồi, như dịch thử nguyên cái câu Mary và her. Như vậy mình phải dịch cái nguyên cái câu chứa chữ sibling là sẽ có Mary và gì. Và sibling mình khi đó mình không biết chữ nghĩa đúng không? Thì mình sẽ dịch là Mary và cái gì của cô ấy. Mary và cái gì cô ấy đã học từ khi từ rất sớm để mà biết về những cái hóa học này, mặc dù cô ấy là người đầu tiên, cô ấy là người Duy nhất. duy nhất trong cái anh và chị của cô ấy mà trở thành một cái chuyên gia, và bởi vì cô ấy hiểu rõ về cái những hóa thạch này và cô ấy hứng thú về những cái địa chất và những cái sinh 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 vật học, chứ không phải là một đơn giản là một
người giới thiệu viên du lịch. Đúng rồi, như vậy là Mary và cái gì đó của cô ấy thì học từ tuổi rất là nhỏ cái cách mà tìm thấy, look for, tìm thấy những cái hóa thạch. Mặc dù là cô ấy là người duy nhất trong số những anh và chị em trở thành chuyên gia, bởi vì cô ấy hiểu về hóa thạch và cô ấy thích thú về cái môn địa chất và sinh học chứ không phải là về du lịch. Như vậy trong này mình sẽ có cái nào liên quan đến her sibling thì theo Duy sẽ là cái nào? One of the brother and sister. Chính xác. Như vậy chữ sibling này nó sẽ bằng nghĩa với Brother and sister. brother and sister, là anh chị em. Như vậy mình hay thường mình nói brother hoặc là sister, nhưng khi mình nói sibling thì nó gom lại một nghĩa là anh chị em của tôi. Tôi có hai người anh chị em. Thì khi đó ví dụ người ta nói là I have two siblings. Khi người ta nói như vậy mình không biết được là có hai anh hay là hai chị, mà người ta nói chung chung là hai người anh chị em. Và chữ sibling này vẫn có thể là bỏ chữ S đi được. Mình có thể mình nói là tôi có một người người anh chị em gì đó, I have a sibling cũng được. Khi đó thì mình không có cho người ta biết là tôi có anh hay có chị, nhưng mà chỉ có một người thôi. Ha, hoặc là sibling có S thì là nhiều, số nhiều rồi. Tương tự, đây có một cái tên khá là lạ. Chữ tiếp theo ha, ichthyosaur, mời bạn Như Như thử tìm với nó đâu. Ichthyosaur, Như làm bài này ở nhà chưa? Ichthyosaur, Như Như thấy chưa? Thấy nằm ở đâu Dạ chưa? cái từ đó em kiếm ra thầy. À ok, kiếm không ra đúng Dạ không? Như em nhìn kiếm. Dạ đúng rồi. rồi, Như lướt từ cái đoạn brother và sister xuống gần cuối, Như thấy không? Đây. À, dạ em thấy rồi, thấy rồi. Rồi, như vậy giải thích cho nó sẽ là chữ nào? Như vậy cái nghĩa của từ đó nghĩa là gì? Như sẽ thấy cái chữ sau dấu phẩy, thấy không? Nãy giờ mình tìm toàn là sau dấu phẩy, chỉ có chữ sibling là nguyên một câu thôi. Sau dấu phẩy của nó là gì? Có chữ or nè, or nè, hoặc là. Như vậy cái mà nó có hoặc là có nghĩa là nó tương đương nhau ha. Fish lizard. Như vậy đây là con một con gì? Như biết không? Fish là con gì? Dạ con cá Rồi, lizard là con gì? Như biết không? đi rồi Con thằng dạ lằn không thầy ha, con thằng lằn. Con thằng lằn. Như vậy là con này là nửa cá nửa thằng lằn. Nó là một cái con hồi xưa. Đúng không? Có chữ skeleton hay là bộ xương. Rồi. Như vậy tương tự mình cũng thấy có chữ plesiosaur. Rồi, mời anh Hiếu. Như sau này thì nó chính là cái Flying Dragon. Flying Dragon. Nó À, không 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 nhờ, sorry, em đã để là cái đáp án cái thứ cuối. hai. Dạ. Còn cái không biết là cái gì. Anh thấy phía sau ha. Như vậy là phẩy một À, cái và as. nó À, as, là kiểu như là những rồng biển à. con rồng biển nè. Rồi, chính xác. Như vậy là nó cũng được biết đến, như vậy là có một cách khác người ta nói là also known as, được biết đến như là, cũng được biết đến với cái tên gọi là con rồng biển. Rồi, và con cuối cùng Pterodactyl là một con flying dragon. Rồi, là con rồng bay. Rồi, tiếp theo khó hơn chữ này còn dễ. Tray. Tray mời bạn Châu. Tray cũng không khó ha. Yeah, ở chỗ Mary Stop Chơi. Ừ, như vậy Tray là tên của cái gì? Chơi là tên của con trắng. Đúng rồi, tên con chó của Mary đó, đúng không? Mary's dog tên là Tray. Rồi. Và landslide. À, đây có chữ landslide. Landslide là gì đó ha.
Rồi, ở đây mình sẽ thấy cái chữ landslide nè. Vậy làm sao mình biết nghĩa của nó bây giờ? Mình sẽ phải, các bạn thấy sao dấu phải là gì? But rồi, cuối cùng. À, nhưng mà, như vậy nó là một cái tương phản, như vậy mình đọc lần trước trước. Tại vì chữ landslide trước nó có chữ same, giống nhau. À, như vậy là giống một cái gì đó, như vậy chắc chắn trước đó nó phải nêu lên một cái nữa, đúng không? Tôi có một người anh chị em giống với tôi, như vậy là trước đó nó phải nêu một người anh chị em của mình, chẳng hạn là anh gì đó, anh A, anh B. Rồi, bây giờ như vậy mình sẽ đọc cái câu này từ cái chỗ Trey, cái tên của con chó, cho đến Sam landslide. Và mình rút ra xem những từ nào nó có thể đại diện được cho cái này. Mình có thể dựa vào cách dịch ha. Rồi, mời bạn Như, Như dịch thử câu này xem. Ờ, dạ cái câu đó ờ, là thì thay đổi em xíu. Rồi. Ờ, em dịch từ cái từ con chó của Mary đó, con chó của Mary tên là Trey đó. Dạ, con chó của Mary bị giết khi mà những hòn đá và Ừ. Khi mà những hòn đá rồi và earth là đất, nó làm sao? Dạ nó bị sập xuống. À, nó bị sập xuống cliff nãy mình học rồi đúng không? Cliff là gì? Cliff nãy là mình học là cái mỏm. Dạ đá. Cliff là vách, cái vách đá đúng không? Vách đá. Dạ. Ừ. Vậy là khi mà. Dạ đúng rồi, cái vách đá. Rồi như vậy nó bị chết. Khi mà đá và đất nó rơi xuống vách đá. Và rồi sao? She, cô ấy cũng sao? She đây là đại diện cho Mary. Cô ấy. Cô ấy cũng lost her life. Nearly, gần như là. Gần như là mất. Ờ, mất cái gì? Mất cuộc sống. Mất cuộc sống tức là mất mạng đúng không? Dạ. Mất mạng khi mà ở trong xem là giống đúng không? Ở trong cái landslide giống như vậy đúng không? Tại vì landslide mình không biết nghĩa. Rồi như vậy mình kết nối hai câu này lại. Mary Dog bị chết khi mà đất và đá rơi xuống mỏm một cái vách đá, và Mary cũng gần như là chết luôn, trong gần là mất mạng luôn ở trong cùng một cái landslide. Như vậy, như vậy chữ landslide này sẽ đại diện cho chữ nào, hay là cụm, nguyên cái cụm từ nào, như thấy không? Rồi thầy nói thí dụ một câu khác ha. À, con chó của Mary bị chết đuối khi đang đi bơi ở cái hồ bơi Ít Kiêu, và Mary cũng gần bị chết đuối trong cùng cái nơi như vậy. Như vậy cái nơi đó sẽ bằng nghĩa với cái nào? Dạ là cái cliff đó hả? Cái đúng rồi ha. Như vậy cái landslide sẽ bằng nguyên một cụm là rock và earth fell down a cliff. Như vậy như dịch thử chữ landslide nghĩa là gì? Đất và đá rơi xuống một cái mỏm núi là bị cái gì? Dạ bị lở đất đó. Đúng rồi, chính xác, bị lở đất ha. Ở đây mình có thể phân tích thêm một chữ land. Land ở đây có nghĩa là đất nè, đúng không? Nãy mình nói là miếng đất đúng không? Rồi slide, mình hay mấy bạn xài ví dụ iPhone hay gì có slide trượt đúng không? Vậy có phải là trượt đất không? Đúng không? Landslide là trượt đất, lở đất. Rồi. Tiếp theo, chữ này sẽ là paleontologist. Paleontologist. Rồi mời một bạn khác ha. À, cũng tương tự luôn. Châu. Paleontologist. Nó nằm ở đây nè. Rồi. Rồi mình coi coi người ta giải thích như thế nào. Các bạn nhớ ha, những cái từ mà chỉ người là bữa mình học rồi, có tận cùng bằng IST cũng có ha, dentist chẳng hạn. Như vậy thì ở đây là một cái người như thế nào cho?
cho Dạ. đọc thử trong này nó sẽ ra sau dấu phẩy thấy không. Dạ. Rồi, Là hay là sao hả? tức là cái chữ này nghĩa là gì cho, bằng cách là mình sẽ xem ở trong đoạn văn nó cái những cái câu kế tiếp nó sẽ giải thích. Ví dụ nãy giờ là dấu phẩy đúng không, thì đây vẫn là dấu phẩy nè. That is, đó là, đúng không, đó là gì. Như vậy là cho dịch thử xem. Nghiên cứu. Ừ, một nhà khoa học nghiên cứu cái gì, fossil. Nghiên Nãy mình học cái này là cứu remains gì in rock, vậy hóa thạch ha, hóa thạch, hóa thạch, đó? Lịch để mà có thể hiểu rõ sử. lịch sử của trái đất đúng không. Yeah. Như vậy là đây là một nhà, nhà gì, nghiên cứu về hóa thạch ha, nó giống như gần như khảo cổ học đúng không. Ừ, cái này cũng gần như là nhà khảo cổ học ha. Cái này là nhà cổ sinh vật học, nó khác chút xíu khảo cổ, tức là phải đi đào bới nữa. Còn cái người này có thể là không cần đào bới nhưng mà họ sẽ có nhận được cái fossil này rồi và họ có thể họ nghiên cứu tiếp, gọi là nhà cổ sinh vật học ha, paleontologist, chữ này hơi dài đó, nhưng mà mình có thể dựa vào đoạn văn mình đoán được nghĩa. Và nếu trong đoạn văn thầy nói thí dụ người ta không có giải thích nghĩa luôn, người ta đã nghĩ là mình biết từ đó rồi, thì mình có thể dịch bằng cách là mình thấy ISC là người, như vậy là cô ấy là một người gì đó là được rồi ha, mình đâu quan trọng đúng không, người gì đó là ok, mình thấy ISC mình nhận dạng được người rồi. Cái chữ remote và chữ canine ha, chữ nào là canine, chữ canine này hơi khó chút xíu. Canine này mời anh Hiếu thử ha, canine nằm ở đây mình thử xem. Như vậy mình phải đọc cái câu chứa nó trước, và sau đó nếu mà mình chưa thấy nữa mình có thể mình đọc một câu trước hoặc một câu sau gì đó, nó sẽ ra nghĩa. Vậy anh Hiếu đọc Thứ hai thử. đó chính là đọc lại bài này, à, đọc cái câu đấy đúng Yeah, instead, đúng rồi anh Hiếu. Instead, he trained as a canine. He first job, however, was not related to dog. Cái này canine nó chính là dog. Rồi, chính xác. Vậy câu này dịch như thế nào anh Hiếu? Anh Hiếu có thể dịch được không? Thay vì cô ấy được được hướng dẫn trở thành một cái người y tá về cái canine Rồi, này, về thì canine. cái công việc đầu tiên của cô ấy lại không liên quan gì đến đến chó cả. Đúng rồi, chính xác. Cô ấy. Như vậy mình suy ra được đó là đang nói về công việc đó là liên quan đến chó. Chữ canine là liên quan đến chó. However, tuy nhiên, như vậy thì người ta nói là cô ấy muốn là trở thành một surgeon, một người phẫu thuật, một nhà phẫu thuật. Mà vet, mình hay thấy vet, ba chữ đầu có nghĩa là thú y. Nó là viết tắt của chữ này, veterinary là tính từ ha. Tính từ có nghĩa là bác sĩ phẫu thuật thô về thú y. Nhưng mà điều này là không có khả thi cho những người phụ nữ vào thế kỷ thứ 20. Thay vào đó thì cô ấy lại học để trở thành một y tá canine gì đó. Ừ, canine mình chưa biết. Nhưng mà tuy nhiên cái công việc đầu tiên lại không liên quan đến chó. Vậy được train là một canine, tuy nhiên cái công việc lại không liên quan đến chó. Suy ra canine sẽ bằng với là chó, related, những cái gì liên quan đến chó là canine. Và chữ cuối cùng remote mình đã học ở bài trước rồi, quá dễ. Remote, đây, remote locations có S, mời bạn Hà. Mời bạn Duy đi, Duy cũng được. Remote location, như vậy là cô ấy adventurous, cô ấy rất là mạo hiểm và cô ấy sẽ đi đến nhiều cái chuyến thám hiểm, expedition, đến những cái location. Mình biết location là
những cái vị trí như thế nào đó tính từ, và as far away như vậy nó rất là xa, nó xa ngang với hòn đảo, đi tới được cái hòn đảo Galapagos gì đó luôn. Như vậy chữ remote là rất là xa rồi đó. Đó là cái, những cái cách mà mình sẽ tìm được cái nghĩa của cái từ mặc dù mình không biết và mình không cần tra từ điển. Nó sẽ có những cái cách that is, phẩy, gạch ngang, hoặc là ở đây nó có một cái câu tương phản. Nó sẽ có những cái câu gần với nhau thôi để mình tìm ra được cái đáp án đó. Rồi, đó là cái cách mình tìm mà không cần tra từ điển. Rồi, cái này mình không cần học. Rồi, giờ mình cái chữ in fact mình nhấn lại chút xíu, tại vì trong đoạn văn có thể một số cái liên quan đến yes no, đúng hay sai, thì nó sẽ hỏi, nó có những cái câu in fact như vậy. Thì cái chữ in fact nó có nghĩa là như thế nào? À, mời anh Hiếu có thể dịch thử cái chỗ này. Watch out. À, cái nghĩa chính xác của những cái từ nối thì thường là không được rõ ràng lắm. Ví dụ như là từ impact thì không được sử dụng để giới thiệu về một cái bất kỳ một cái cách nào cả, cái sự thật nào cả. Nó phải là một cái mà rất là ngạc nhiên về một cái sự đối lập trong cái sự ngạc nhiên hay là cái sự đối lập đối nghịch trong thực tế. Trong cái sự so sánh mà được nói ra, tức là nó sẽ không phải để mình thấy cái chữ fact có nghĩa là sự thật như vậy, nhưng mà thật ra nghĩa của nó không phải là mình nói là sự thật là gì hết, mà nó là một cái ý nghĩa để mà tương phản. Khi mình thấy câu này nó giống như however vậy đó, tuy nhiên, nó có nghĩa là tuy nhiên hoặc là một cái gì đó nó tương phản. Như vậy mình sẽ thấy hai cái ví dụ ở đây. Ví dụ đầu tiên là mời anh Hiếu luôn, anh Hiếu dịch luôn cái ví dụ cho nó nhanh. Rất nhiều người thì tôi kêu tranh luận hoặc là tranh cãi, tranh luận tranh luận là ai là người thông minh hơn, đàn bà phụ nữ hay là đàn ông. Thực tế là một cái nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ, những người nhà khoa học nữ thì thường là thông minh hơn đàn ông trong các cái công việc. Rồi, trong công việc giống nhau, giống nhau thì phụ nữ thường là thông minh hơn, đúng không? Những nhà khoa học người ta nói như vậy. Và tiếp theo, trong trong quá khứ thì mọi người thường nghĩ rằng là phụ nữ thì không thông minh hơn đàn ông, bởi vì là các cái genetic là mà nó là tính từ của chữ gene, gene là gen. Do bởi vì các cái sự khác các nhau, cái gen khác nhau, khác nhau về gen. Nhưng thực tế thì trong một cái nghiên cứu thì những người những nhà khoa học nữ thì thông minh hơn đàn ông trong cùng một công việc, thì người phụ nữ những người nhà khoa học nữ sẽ thông minh hơn những người đàn ông. Ở đây các bạn sẽ thấy là cái trên nó sai, tại vì thật ra chữ in fact này cái trên nó lại muốn nói về một cái sự thật. Tại vì mình thấy nè, nhiều người người ta tranh luận rằng là ai thông minh hơn, phụ nữ hay là đàn ông, thì người ta là nói là theo như một cái cuộc nghiên cứu thì phụ nữ thông minh hơn đàn ông, và cái này là nó là một cái thực tế. Thì khi đó người ta sử dụng chữ linking word, tức là cái từ nối in fact ở đây nó để đưa ra sự thật, thì nó không đúng. Là in fact ở đây thật ra nó phải đưa ra tương phản thì mới chính xác cách sử dụng của nó. Thì mình nhìn câu thứ hai, ở trong quá khứ thì người ta nghĩ rằng phụ nữ thì sẽ ít thông minh hơn đàn ông, và mình có thể dịch chữ này in fact, mình sẽ thấy nó trái ngược. Tuy nhiên theo như một cái cuộc nghiên cứu và study là những nhà khoa học nữ thì lại thông minh hơn đàn ông. Như vậy ở đây mình sẽ thấy ở phía trước là vế đó, phía trước nó nói là phụ nữ ít thông minh, và vế thứ hai là nó là phụ nữ thông minh hơn. Như vậy đó mình sẽ thấy cái từ tương phản thì cái chữ in fact này nó mới chính xác. Thì khi đó mình cứ thấy in fact là mình cứ thấy là however cho nó dễ, but nhưng mà. Rồi, cái này sẽ giúp cho mình ở về sau khi mà mình làm những cái dạng về đúng hay sai, true hay false. Như vậy cả lớp mình thử nhìn vào câu số 4 nè, mình xem câu nào đúng, câu nào sai. Trong hai câu này sẽ có một câu đúng và một câu sai, sử dụng in fact nó đúng.
hoặc là sử dụng in pháp nó sai. Mình thử coi số 1 hay số 2 đúng. Nè, mình cứ đọc từ từ. Rồi, bây giờ mình thử câu số 1. Duy dịch thử câu số 1 xem. Cái điều này được tin rằng là xem nhiều tivi sẽ khiến cho con người nhìn nhận thế giới là một nơi rất là đáng sợ. Nhưng mà thực tế là có những một số chứng minh cho thấy rằng là việc xem tivi nó sẽ không mang lại nhiều sự khác biệt. Như vậy theo Duy câu này là sử dụng đúng không? Đúng. Rồi. Các cấu trúc mà mình hay thấy người ta nói ha, it is cộng verb 3, hay là mình hay thấy cái câu là it is said that á, là dễ nhất. Thì khi đó mình dịch là người ta nói rằng. Như vậy ở đây người ta thường tin rằng là xem phim, xem tivi thì làm cho người con người cảm thấy là nhìn thế giới là một cái nơi rất là đáng sợ. Tuy nhiên trái ngược lại điều đó thì bằng chứng là nó là xem tivi chẳng có mang lại một cái gì đó nó khác biệt hết trơn á. Và câu số 2 thì người ta nói rằng là người ta tin rằng là xem tivi cũng vậy luôn, và thực tế là có bằng chứng chứng minh. Như vậy là cái chữ in fact ở cái số 2 nó sẽ hỗ trợ thêm cho cái ý ở phía trước, như vậy nó không phải là trái ngược, thành ra cái in fact này là sai. Như vậy câu số 1 mới là câu đúng. Rồi bây giờ mình sẽ làm thử ha, complete scene diagram. Mình sẽ học một cái dạng mới. Dạng này thật ra nó gọi là completing diagram labels, tức là hoàn thành những cái diagram và biểu đồ. Thật ra cái dạng này nó y chang như cái dạng điền từ nãy giờ mình làm. Bữa giờ mình chỉ học có một dạng một, đó là điền vào chỗ trống thôi. Thì cái dạng này nó giống y chang, nó là sơ đồ. Nó chỉ khác là mình điền vào cái sơ đồ thôi. Cái sơ đồ đó là cấu tạo gì đó như thế nào thôi. Thành ra nó cũng rất là dễ. Bây giờ mình sẽ học cái bài này trước. Nó hơi khó một chút xíu. Cái ví dụ của mình nó sẽ hơi khó một chút xíu nhưng sẽ giúp cho các bạn làm được cái bài này. Đi mở cái cuốn sách tiền còn đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái bài diagram này ha. Ở cái sách kia. Mở lại. Rồi. Bây giờ mình mở lớn cái này trước đã. Rồi. Ở đây đó là một cái dạng gọi là sơ đồ diagram. Nhìn cũng hơi phức tạp một chút ha, nhưng mà thật ra mình nhìn đi nhìn lại mình thấy câu số 1, câu số 2, câu số 5, số 4 tất cả đều là điền từ hết, điền khuyết hết. Như vậy nó cũng quay về ngược cái dạng điền khuyết của mình mà thôi, không có gì là khó cả. Rồi nhưng mà như vậy làm như thế nào, thật ra làm còn dễ hơn nữa nếu mà mình biết, tại vì nó có những cái sau đây đam. Những cái tên của những cái bộ phận nó sẽ không bao giờ nó thay đổi, hoặc là nó không có sử dụng một cái từ nào đồng nghĩa hết, tại vì nó là tên gọi mà. Như vậy mình sẽ dựa vào những cái tên này để mình xác định cái vị trí của cái đoạn văn nói về mô tả cho cái sơ đồ đó ha. Rồi bây giờ mình nhìn kỹ cái sơ đồ này ha. Đây nó có sẽ có những cái tên đây. Bây giờ mình tìm những cái tên này trước, nó nằm ở đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ là 3.11, tức là cái đoạn văn bên tay phải á, đoạn văn này. Đây. Bây giờ bước đầu tiên mình sẽ gạch dưới những cái từ nào mà nó là bộ phận của cái sơ đồ ở trong đoạn văn này. Rồi. Bây giờ mình gạch thử những cái chữ transformer, turbine, dam, control gate, reservoir, thử xem mình xử những cái chữ này xem nó nằm ở đâu, mình gạch dưới hết. Rồi rồi bây giờ mình làm cùng nhau ha.
Chữ đầu tiên, bất cứ chữ nào các bạn tìm được. Châu. Châu tìm được chữ nào rồi? Em tìm được chữ đen. Chữ chữ đam. Ok, chữ đam nằm ở đoạn đầu tiên đúng không, dòng đầu tiên. Rồi, Dạ. chính xác. Tiếp theo, như như tìm được chữ nào nữa không? Dạ em tìm được từ, hình như là cái từ đó em không biết đọc nhưng mà nó ở trước sau từ biết thứ hai, ở câu thứ hai. Ok, re, chữ này đọc là reservoir. Nó sẽ mượn của tiếng Pháp ha. Reservoir, lát nữa mình sẽ coi xem nó là gì. Reservoir, chính xác. Tiếp theo, mà anh Hiếu có tìm được chữ nào khác không? Bộ phận, chữ này nói về những cái bộ phận đúng không? Gate on the dam À, có chữ gate và có chữ dam. Ok. Và turbine ở cuối câu này nhỉ? rồi, Hay là turbine, rồi, turbine ở câu cuối. Và còn một chữ nữa mình chưa tìm ra. Transformer có không anh Hiếu? Transformer. Transformer nó là cái ở câu 2 thì dưới đây Transformer. Transformer. Chính xác. Và cái chữ generator nữa ha. Generator nó nằm ở phía trên chút xíu nữa. Và Rồi, turbine đầu dòng. nằm ở đây Đầu nữa. dòng của bạn. Và turbine nằm ở đây nữa. Và generator nằm ở đây nữa. Rồi. Ở đây tại vì nó có một đoạn nhỏ thôi. Còn khi mình làm bài á thì mình chỉ cần tìm được một hoặc hai chữ là mình xác định được ngay cái đoạn đó là nó mô tả về cái cấu tạo của nó, thì mình chỉ tập trung đọc cái đó thôi. Mình không cần nhất thiết phải tìm hết tất cả. Như vậy mình chỉ cần tìm một hoặc hai cái để mình xác định cái đoạn văn chứa nó. Sau đó mình sẽ làm bắt đầu từng bước một và mình đi theo. Có thể ha, sơ đồ này nó sẽ khác chút xíu. Hôm bữa là mình làm một cái sơ đồ flow chart, tức là dòng chảy là đi bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Còn cái này là sơ đồ cấu tạo thì có thể nó sẽ không theo thứ tự. Ví dụ như câu số 1 ở đây thì không nhất thiết là phải số 2 nó nằm liền ở trong đoạn văn. Thì có thể là mình đọc một hồi cái mình lại thấy câu số 5 nó trước thì mình cứ điền ha, mình cứ điền từ từ nó sẽ ra được nguyên một cái cấu tạo. Bây giờ mình thử câu số 1 nè. Đầu tiên mình sẽ thấy cái chữ reservoir or chấm chấm chấm. Như vậy là cái này hoặc là, mà mình thấy cái reservoir đây là danh từ. Như vậy hoặc là cái gì đó ha. Như vậy đang nói về cấu tạo mà. Nào, giờ mình đi đọc thôi. Mình đọc câu đầu tiên trước. Có chữ reservoir nè. Rồi. Và có chữ dam. Rồi. Bây giờ mình thấy cái cấu tạo của cái hình là cái reservoir nó nằm ở đây và cái dam nằm ở phía trước cái reservoir một chút. Rồi. Như vậy đọc câu đầu tiên, mời bạn Như Như dịch thử câu đầu tiên ha. Chữ nào mình không biết mình có thể là cái gì đó ha. Phần lớn. Nhìn cái sơ đồ ha. Đây là thử coi như như có đó không, như Dạ có thưa thầy, cái thêm năng lượng hydro này. năng lượng hydro là bữa mình học, là nước ha, có nghĩa là nước, cái gốc hydro nghĩa là nước á. Như vậy năng lượng nước tức là cái plant là nhà máy ha, nhà máy. Plant nó không còn nghĩa là cây nữa, ngoài nghĩa cây cối nó còn nghĩa là nhà máy, nhà máy thủy điện á. Hầu hết các nhà máy thủy điện Thì nó như thì nó như thế nào đó. đang Nó có cái đam, đam, một cái đam. một cái đam để giữ giữ nước. Rồi, như vậy mình nhìn lên sơ đồ liền, cái đam giữ nước có phải nằm ở đây đúng không? Nằm ngay cái đam. Rồi, và nước nằm ở đây. Rồi. Và nó tạo thành một cái
cái một cái gì reservoir đó à, lớn. đằng sau đúng không? Như vậy ngay cái mũi tên này là reservoir nè, đúng không? Như vậy mình đọc tiếp một câu nữa thôi, tại vì mình không thấy có chữ nào để điền đúng không? Rồi, Như đọc tiếp thêm một câu nữa nè. This reservoir. Tức là nó được sử dụng như À, một như cái hồ. Và cái hồ để được biết có thấy giống là không? được biết cái như là Và được biết như là tin tức. cái insect. Như có thấy cái also know nó quen quen giống hồi nãy ở trên không? Hồi nãy mình học không? Nó là một cái tương đương đúng không? Nó được biết đến một cái tên gọi khác là insect. Như vậy đây mình có thể điền chữ gì? Chính xác, để intact ha. Như vậy reservoir sẽ bằng nghĩa với intact. Intact nghĩa là gì Như biết không? Chia đôi chữ này ra. Mình nhìn cái sơ đồ mình biết không? In là đi vào, tag là lấy. Như vậy là lấy vào và lấy cái gì? Ở đây là reservoir, nó chứa gì? Chứa nước, có phải lấy nước vào không? Như vậy reservoir là một cái hồ chứa nước các bạn ha. Reservoir, chữ này đọc là reservoir, là hồ chứa nước. Rồi, như vậy là intact ha. Chữ đầu tiên sẽ là intact. Rồi, và tiếp tục mình sẽ follow cái đoạn văn để mình coi coi nó mô tả tới cái bước nào tiếp theo ha. Rồi, mình làm cùng nhau cái này. Tiếp theo mời Duy đi ha. Duy thử tiếp cái chỗ gates. Cái cổng À, cái cổng. ở trong cái đêm đó được mở ra và cái trọng lực đó sẽ đẩy cái nước này đi vô trong cái can stop. À. Một cái đường dẫn tới cái turbine. Rồi, như vậy khi mình đọc cái này xong, mình sẽ quay mình coi coi nó nằm mô tả đến chỗ nào. Gate. Cái số 5. Đúng rồi, như vậy là gate nó nằm ở control gate đúng không? Và nó nói là gì? Control gate nó có water. Water là nước. Nước through là đi xuyên qua cái gì đó. Rồi và cái penstock mình không biết thì để đó, và nó mình có thấy các bạn thấy chữ leads to the turbine. Leads là dẫn đến. Như vậy là từ cái turbine, mình có dịch tiếng Việt là turbine, có phải là từ control gate nước. Như vậy các bạn giữa control gate và turbine đúng không? Như vậy nó sẽ chỉ ngay cái chỗ nước nè đúng không? Như vậy đây là số 5. Như vậy số 5 này là một cái gì đó ha, từ cái control turbine và nó dẫn đến từ cái control và nó dẫn tới cái turbine. Như vậy nó sẽ là nước sẽ đi đâu? Flow through một cái penstock. Chính xác, penstock mình không biết nghĩa mà nó có dấu phẩy cho mình luôn. Nó là một cái line of pipe. Pipe là cái ống nước các bạn ha. Line là một cái đường. Như vậy hệ thống những cái ống nước đúng không? Như vậy đó là penstock. Penstock là những cái ống này nè. Cái này là một cái ống nước nè. Nó đi qua, vậy nước nó sẽ đi qua cái cổng này và nó đi qua cái tu bin. Như vậy số 5 sẽ là penstock. Rồi, dễ rồi ha, mình thấy bắt đầu dễ dễ rồi đó. Rồi, nhớ ha, khi mình coi cái sơ đồ coi nó điền bao nhiêu từ, nhiều bạn điền thêm chữ the penstock là lên đường luôn, tại vì no more than một từ thôi, nhớ ha. Rồi, tương tự mình sẽ đọc tiếp một chỗ nữa sau cái penstock. Rồi, mời anh Hiếu, mình coi nó mô tả đoạn nào tiếp. Nước thì được đẩy lên với áp suất và đi qua cái ống Rồi, nước nó đi qua cái ống này. Rồi. thì 4 chính là pi. Rồi, nước đi qua cái ống là pipe. Anh Hiếu có thấy nè, anh Hiếu thấy nè. Khi các bạn đọc this pipe, khi các bạn đọc một câu mà có chữ this thì lúc nào mình cũng phải đọc một câu trước đó nữa. Như vậy cái pipe này có phải là nó bằng nghĩa với cái penstock không anh Hiếu? Bằng cái pipe ở phía trước đúng không? Như vậy là nước nó sẽ build up, tức là nó tích tụ cái pressure, áp suất khi mà nó đi xuyên qua cái đường ống này. Như vậy cái dispatch này nó vẫn là cái này thôi, cái ống này thôi, không có gì khác hết. Như vậy không có, chưa tới, chưa phải số 4. Vậy mình đọc tiếp. Nước thì xoay về đánh đập nhé. Strike, đánh đánh đúng rồi, nước sẽ đánh vào. Đánh vào và quay thì sẽ chuyển quay cái gì đó cái gì là của
quay cái cánh của tua bin. Đúng rồi, quay cái cánh của tua bin. Cái mà được được đính kèm vào cái máy phát ở phía trên đó. Đính kèm vào một cái generator ở phía trên nó, như vậy mình sẽ thấy cái sơ đồ của mình. Cái này sẽ là cái plate. Plate, rồi. Anh hiểu chọn là plate ha. Bây giờ mình trước tiên mình coi những cái bộ phận của nó trước đi đã. Như vậy nó nói là nước đánh vào và bắt đầu nó xoay cái plate của cái turbine. Như vậy là có một danh từ là plate cũng có lý. Và cái chữ attach, mình hay gửi mail có chữ attach, tức là mình đính kèm. Như vậy là cái plate của cái turbine này thì sao, nó được đính kèm với generator nè. Mọi người thấy số 2 không? Có cái generator ở đây. Như vậy số 2 là nó chỉ vào cái phần trên theo cái sơ đồ. Đúng không? Số 2 phần phía trên. Số 4 nó sẽ chỉ vào cái phần ở giữa, và cái turbine là cái phần ở cuối. Đúng không? Như vậy mình coi coi nó mô tả nè. Nước đánh vào và nó xoay cái blade, cái cánh quạt của cái turbine. Và cái turbine này thì nó sẽ được gắn với một cái generator và có chữ gì? Above it, trên nó. Như vậy nó đang mô tả về vị trí turbine nằm ở dưới và cái generator nằm ở trên. Như vậy nó được gắn với, gắn với, như vậy mình phải chọn chữ nào? Gắn với một cái gì đó, đúng không? Gắn hai cái gắn với nhau bằng một cái gì đó. Như vậy bằng một cái by, theo anh Hiếu là chữ nào? Gắn với shaft. Đúng rồi, chính xác. By a shaft, mình không biết shaft là gì hết, nhưng mà mình thấy là nó gắn với. Và như vậy suy ra cái shaft là cái bộ phận ở giữa hai cái này, nó là cái trụ, nó là cái trụ thôi. À rồi, hơi hơi khó chút xíu, nhưng mà để mình follow mình sẽ chọn cái phần khó hơn. Rồi, như vậy mình đã làm được số 4 là cái shaft rồi. Số 4 là cái shaft rồi, mình đọc tiếp thôi. Rồi, mời một bạn khác đọc tiếp ha. Mình sẽ còn lại số 2 và số 3 mình chưa làm thôi là hết. Mời bạn Hà. Khi mà, S là khi mà. Dạ, thưa thầy, là khi mà cái cánh tu binh nó quay thì cái nam châm bên trong tạo ra dòng điện. Nam châm bên trong cái generator nó sẽ tạo ra dòng điện. Rồi, bây giờ mình coi tiếp cái generator nó nằm ở đâu. Generator nằm ở số 2. Rồi, và nó có cái câu luôn cho mình là generator nó chứa. Như vậy nhiệm vụ của mình phải đi tìm cái chứa đựng, đúng không? Cái generator nó chứa cái gì? Phải nó chứa cái gì? Phải có những cái từ trong đoạn văn mà nó mang ý nghĩa là chứa đựng hay là có, đúng không? Như vậy đây Hà điền chữ nào liên quan đến generator nè. Khi mà cái turbine, cái cánh nó quay thì so do, ở đây người ta sử dụng cái đồng, cái gọi là đồng thuận. Tôi cũng vậy mà nó đảo ngữ lại thôi, so do I đó ha. Thì cái magnet, mình không biết cái magnet của ông sao, những cái magnet nó cũng xoay. Và cái magnet này mình có chữ gì? Inside the generator các bạn. Inside là ở bên trong. Như vậy ở bên trong nó có phải bằng nghĩa với chữ contain không? Chứa đựng, đúng không? Như vậy suy ngược ra là generator sẽ chứa cái magnet, đúng không? Như vậy chữ số 2 sẽ là magnet. Như vậy trong đó nó sẽ có những cái 500, magnet là 500. Rồi, như vậy số 3 tự mọi người làm thử coi được không? Số 3 thử ha, chỉ còn có một câu cuối thôi. Transformer đây. À, transformer nó chỉ vô đây. Và cái số 3 là nó chỉ thẳng vô trong cái này. Rồi, mình xem thử nó là cái gì ha. Như, như thử xem. Transformer và nó chỉ số 3. Mình coi những cái từ chỉ vị trí ha. Như có thể dịch thử cũng được. Dịch thử cái câu câu cuối ha. Như em có đó không? Dạ có, dạ có. Và cái câu cuối là cái transformer ha, transformer. Mình không biết thì mình cứ dịch là transformer thôi.
Nó làm sao? Located. Thật ra cái mũi tên này nó không đúng lắm đúng không? Dạ là cái transformer, cái nơi mà bên trong Cái mũi tên này hầm chỉnh lại chút hầm. xíu nè. Mình có thể chỉnh lên trên này chút xíu nè. Rồi, mình chỉ lên cái nóc đi cho nó dễ. Đúng không? Đúng không? Nó dễ hơi 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 dư. Lên cái nóc, mình dễ lên cái nóc thôi. Như vậy là cái transformer này nó sẽ nằm ở bên trong cái powerhouse đúng không? Và nó sẽ lấy cái AC tức là dòng điện xoay chiều, current là mình học rồi là dòng điện hay dòng nước. Alternate là biến đổi dòng điện xoay chiều và nó sẽ biến nó thành một cái dòng điện có cái volt cao hơn. Như vậy mình chỉ thấy nó transformer nằm đây rồi thì cái khúc này nó sẽ là gì? Như cái hình vuông này nè. Cái hình vuông. Dạ, cái đó là power Chính xác, nó sẽ là powerhouse. Powerhouse là cái nhà máy điện. Rồi, xong. Ha, cũng khó thì cũng hơi khó chút xíu thôi. Đúng không? Nhưng mà mình sẽ quen. Mình sẽ quay lại mình sẽ thấy cái bài nó dễ ha. Cái ví dụ này nó sẽ khó. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại cuốn sách mình apply thử xem. Mình apply thử ha. Quay lại cuốn sách. Kia. Rồi, mình sẽ apply cái skill mình vừa mới học á. Mình làm thử. Rồi. Bây giờ trước khi mình qua các bạn thấy bài số 3 nó sẽ là sơ đồ nè. Thấy bài số 3 sơ đồ không? Sơ đồ nó sẽ đi như thế nào đó, đi như thế nào đó và thật ra cái sơ đồ này nó dễ hơn chút xíu là nó sẽ có từng bước. Đúng không? Nó sẽ có từng bước. Rồi. Thì bây giờ trước khi mình làm sơ đồ mình tập một cái bài số 1 trước đi. Tập lại cái kỹ năng skim, tức là đọc lướt thôi. Đọc lướt để mình xem đoạn nào ha. Giờ thầy sẽ đánh dấu đây đoạn số 1, đoạn số 2, đoạn nào nói về bốn cái người ta yêu cầu. 4, số 5, số 6, 7. Có tổng cộng là 8 đoạn. Rồi. 8 đoạn văn. Như vậy ở đây người ta đoạn nào sẽ nói về what jellyfish look like? Con jellyfish nó giống con gì hay nó giống cái gì? Như vậy là mình sẽ gạch dưới jellyfish, gạch dưới chữ look like là để mình nói là mình xác định cái jellyfish, cái đoạn nào chứa cái tên jellyfish đúng không? Và mô tả look like nghĩa là hình dáng nó như thế nào rồi. Như vậy đoạn nào nhìn lướt nhanh sẽ ra liền lập tức. Duy. Số 3. Số 3 sẽ có chữ jellyfish. Rồi. Và cái chỗ nào nó mô tả là nhìn giống cái gì có không? À, no eyes, no ears. Heart or head và made of water. Như vậy con này nó không có mắt, không có mũi, không có tim, không có đầu và nó làm bằng nước. Và look like nữa nè, có nè, thấy không? Nó giống như một cái túi với nhiều cánh tay. Như vậy, ở đây sẵn mình gặp chữ này ha, mình đoán nghĩa luôn. Đố các bạn. Chữ tentacle này. Tentacle. Which are called tentacles? Ở cái đoạn số 3 đó. Nó nghĩa là gì? Như vậy con này là con gì? Jellyfish là con sứa đúng không? Con sứa đó. Và chữ tentacle. Như vậy tentacle này nó sẽ bằng nghĩa với chữ nào ở trong câu đó? Trong cái câu mà chứa cái chữ tentacle đó. Chính xác. Tentacle nó sẽ bằng nghĩa với bag with arms. Một cái túi mà với nhiều cánh tay. Và nhưng mà thật ra nếu mà mình nói bằng nghĩa với a bag of arm thì không đúng, tại vì ở đây các bạn sẽ thấy cái chữ tentacle nó đi với từ là o, động từ là o, động từ be, số nhiều. Như vậy chữ tentacle này sẽ đại diện cho chữ phía trước lên nó là chữ arm mà thôi, những cánh tay, con sứa, những cánh tay của nó gọi là tentacle. Như vậy tentacle là gì? Gì nhớ con sứa không? Nhiều cái gì? Nhiều tứ chi à, xúc à, tu xúc đúng không? Nó sẽ gọi là xúc tu đó. Mình đoán được nghĩa cái tentacle, còn bạn nào không biết thì mình cũng đoán được là cánh tay của con này om đúng không? Đó rồi đó, mình áp dụng cái hồi nãy giờ mình học ha, đoán nghĩa từ đó. Rồi như vậy đây là số 3 nè. Rồi tiếp theo câu what barnacles are,
Barnacle là gì? Rồi mời anh Hiếu. Anh Hiếu có thể làm câu nào cũng được, ba câu còn lại. How fossils are formed, những cái hóa thạch nó được hình thành như thế nào, và những cái vỏ sò nó được hình thành như thế nào. Cái đoạn nào nó tả về những cái đó ha? Cái how fossil iPhone thì nó chính là cái số 6. Số 6. If you are lucky. If you lucky, mình tìm được cái fossil. Rồi, đồng ý. Rồi, như vậy how tức là cái cách nó hình thành cái fossil như thế nào? Nó nằm ở đâu anh Hiếu? Anh Hiếu coi thử xem có không? Nó chính là cái this is an animal that died and got buried in the sea. Rồi. See that they are likely. So that they are likely to look like a piece of rock. Như vậy đây là nó đang giải thích đây là một cái động vật mà nó chết và nó bị chôn ở seabed. Bed là cái giường đúng không? Seabed là đáy biển. Đáy biển. Nó sẽ bị chôn ở dưới đáy biển. Đó, như vậy. Nhưng mà anh Hiếu có thấy nó mô tả là fossil chưa? Nó cách hình thành nó chưa? Hay là nó chỉ mới giải thích thôi? Nghĩa của chữ fossil là một cái con mà nó bị chôn ở dưới đáy biển đó nè. Còn cái cách hình thành, mình thấy cách nó hình thành chưa? Nó bị chôn là nó hình thành thành liền hay sao? Chưa thấy ha. Nếu mà nó chưa có đủ, câu này chưa đủ. Như vậy nó phải là số 7. À, mình sẽ thấy nè. Để mà một cái động vật nó trở thành fossilized là động từ của chữ fossil, hóa thạch, hóa biến thành một cái hòn đá đúng không? Fossilized. Thì nó phải được như vậy, has to be, nó phải như thế nào đó. Và rồi mình chỉ cần lướt thôi, mình thấy nè, qua hàng triệu năm thì nó bury, hay chữ này là bury chứ phải là bury, nhiều bạn sẽ đọc là bury. Bury, bury có nghĩa là chôn, chôn sâu hơn và sâu hơn. Rồi cái xương của nó, như vậy mình đọc sơ qua thôi, mình sẽ thấy nguyên cái này là một cái quá trình hình thành hóa thạch ở đoạn số 7 ha. Cái này rất quan trọng để lát nữa mình làm bài sau đó. Rồi còn hai cái nữa thôi, barnacle là gì, hà hoặc là seashell nó được form, nó hình thành như thế nào, câu nào cũng dễ hết đúng không? Hà chọn câu nào? Dạ thứ hai là đoạn 8. Đoạn số 8 là cái seashell đúng không? Seashell nó được hình thành như thế nào? Đúng rồi, chính xác, số 8 ha, nó có nói về shell và nó được hình thành như thế nào. Rồi, số 8. Như vậy barnacle sẽ nằm ở đoạn nào Duy? Đoạn số 4. Đoạn số 4 ha. Đúng rồi, đoạn số 4. Tại sao mình biết đoạn số 4? Nó có chữ barnacle đúng không? Rồi, ở đây đoạn số 3 cũng có barnacle nữa đúng không? À, đoạn số 3 không có barnacle. Barnacle là gì? À, ở đây nó có nhiều cái động vật mà bạn có thể tìm thấy. Như vậy suy ra barnacle là một động vật đúng không? Một cái con gì đó bằng nghĩa với animal. Rồi, và động vật nó như thế nào? Mình nhìn sơ một chút xíu, nó giống như con cua hoặc là con tôm mà nó sống ở nước như thế nào đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình nhìn nè, ở đây sẽ có một cái mà mọi người sẽ hay gặp trong những bài thi, nó có cái cụm từ này rất quan trọng, the latter. The latter, như thấy chữ đó không? À, sau chữ barnacle ở đoạn số 4 có chữ the latter. Như vậy cái nhiệm vụ của cái chữ the latter này nó làm gì? Mình sẽ viết lại ha, viết lại một cái ví dụ vào cái bảng chat, hoặc là cái này đi, cái này đi cho nó dễ. Rồi mở vào cái trang 2 luôn. Rồi bây giờ mình sẽ có như vậy, nó sẽ có một cái cụm luôn, the latter, hoặc là một cái cụm khác nó trái ngược chút xíu, the former, hai cụm. Và thầy sẽ cho một cái ví dụ, giờ viết cái hai cái cụm này ra ha, the latter và the former. Rồi bây giờ sẽ cho một cái ví dụ để mọi người có thể thấy được. Ai tôi mua một cuốn sách và một cái viết. Rồi nếu mà mình sử dụng cái the latter thử ha, cốt quá khứ luôn, 20 rồi 50 đi, 50 rồi. Như vậy nếu mà mình có một cái câu như vậy, tôi mua một cuốn sách và một cái viết,
và người ta để là the latter cost 50.000. Thì cái nhiệm vụ khi mà mình thấy cái the latter, thật ra nó là đi từ chữ late là trễ, nó thêm chữ t thôi. Nó, mà mọi người đừng có lộn nha, later là có một chữ t thôi đúng không? Thì khi đó nó là sau này, trễ hơn. Còn cái chữ latter nó sẽ nói về vị trí. Khác chút xíu ha, later là nói về thời gian, latter là nói về vị trí. Vị trí gì? Ở đây tôi mua một cuốn sách và một cây viết, cái phía sau sẽ giá trị là đánh giá là tốn của tôi là 50.000. Như vậy nó đang nói về the latter, nó sẽ đại diện cho cái pen, the pen. Còn nếu câu này mình đổi một chút xíu nè, mình đổi một chút xíu ha, mình sẽ không xài chữ latter nữa mà mình sử dụng chữ the former. Former có nghĩa là trước đây. Cái chữ former là trước đây thì nó sẽ suy ngược ra, chữ former nó sẽ là nói về cái cuốn sách, a book. À, đó, cái này rất là quan trọng ha. Và former là trước và latter là sau. Để làm gì? Mình xem lại cái bài nãy nè. Nó nói là tất cả những cái con động vật mà bạn có thể tìm thấy là coral và barnacle. Hai con này coi như mình không biết đi. Và nó nói là the latter. Như vậy suy ra the latter nó sẽ đại diện cho cái, nó giải thích thêm cho cái barnacle này. Còn nếu nó để sử dụng là the former thì suy ra người ta đang nói về coral. Các bạn nhớ ha, mình nhớ là dễ lắm, A và B, xong rồi the former. Như vậy suy ra là former là phía trước. Rồi, như vậy nó đang giải thích nghĩa cho cái phía sau ha, chứ không phải cái phía trước. Như vậy là cái con này là cái con động vật biển, marine là biển, mà nó liên quan đến con cua và con tôm, mà nó sống ở trong những vùng nước shallow là cạn. Trái nghĩa với shallow là deep ha, deep là sâu, shallow là cạn. Rồi, giờ mình nhớ cái chữ former á, former là trước đây. Former coi. À, former mình có thể có một cái như vậy. My former teacher has passed away. Ví dụ vậy. Thì khi đó chữ former là trước đây. Cái người, cái cô giáo mà hồi xưa trước trước đây tôi học đã qua đời rồi. Đã qua đời rồi. Đó, cái chữ former là trước đây và latter là sau này. Rồi, nhớ ha, nhớ cái này để mai mốt mình sẽ ứng dụng rất là nhiều quá. Rồi. Như vậy là mình đã làm xong. Xong cái bài đầu tiên skim rất là nhanh. Như vậy, mình sẽ làm bài số 3. À, sơ đồ. Không quá 4 từ ha. Như vậy, nó đang mô tả về how fossils are formed. Như vậy mọi người sẽ chú ý cái đoạn văn số 7. Được không? Đoạn văn số 7 thôi. Đoạn văn số 7 thôi là trong đó nó sẽ giải thích nguyên một cái cách, đúng không? Thay vì mình, tức ra là cái bước số 1 á, nếu mà nó không có mình vẫn phải làm, đúng không? Mình vẫn phải làm là how fossil are formed, thì mình sẽ nhìn lướt coi ở đoạn nào nó nói về fossil và cách hình thành, là mình lướt phải ngay đoạn số 7 mình đọc. Nhưng mà cái bước 1 mình làm để cho các bạn step by step, đúng không? Là cái bước đầu tiên khi mình làm sơ đồ là mình xác định đoạn văn nào có cái sơ đồ đó, giống hồi nãy mình làm, đúng không? Thì là con fossil nè và con cá chết nè, và mình đi kiếm con cá chết, có phải các bạn thấy là số 7 không? Animal die nè. Rồi, như vậy nó cũng từng bước từng bước từng bước như vậy, nhưng cái bài này sẽ dễ hơn cái bài hồi nãy, là nó step by step, nó đi theo bước 1, bước 2, bước 3, nó đi theo một cái thứ tự. Còn bài hồi nãy là nó gọi là gắn những cái cấu tạo của một cái thiết bị thì nó khó hơn ha. Còn cái này đi dễ lắm, cứ đi từ từ. Nếu các bạn kiếm số 1 không ra, các bạn có thể kiếm số 2 và quay ngược các bạn kiếm số 1 lại, được không? Còn nếu kiếm số 2 không ra mà kiếm được số 1 với số 3 thì số 2 sẽ nằm ở giữa ha. Rồi, mình có thể, ở đây các bạn không nhất thiết phải làm theo thứ tự nha. Tại sao? Có những câu các bạn làm được liền rất là nhanh. Thầy thí dụ câu Y, tại sao làm nhanh? Có chữ millions of years, hàng triệu năm, nói về thời gian. Như vậy kiếm ở trong đoạn văn đó chỗ nào nó về thời gian, có thể là nó một cái số nào đó, hoặc là nó bưng nguyên cái millions of years vào luôn, có thể ra, có thể ha. Hoặc là các bạn có thể kiếm minerals, những cái danh từ chính, những cái từ này nó không đổi, mineral là khoáng chất, và soil, và có years, take years. Các bạn nên làm câu số 3 trước cũng được.
là cái đất này nó mất hàng bao nhiêu năm, chắc years để như vậy. Cái này cũng là dạng điện từ đúng không? Mình phải xác định xem là mình cần điện loại từ gì. Nè, như vậy bây giờ mình đi từ từ nè. Số 1 trước đi. Con cá nó chết thì nó được bao phủ ở in. Như vậy là vị trí đúng không? Vậy là nào, một cái nào gì đó chỉ vị trí rồi, hoặc là chỉ cái gì đó nó phủ vào, phủ lên con cá nó chết. Và xong rồi con cá nó goes, động từ, nó đi chấm 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 into the soil, đi vào trong đất. Như vậy đây phải điền một cái gì đó, có thể các bạn chưa biết thì mình để đó đi. À, chẳng từ đi như thế nào vào trong đất đúng không? Rồi, và tiếp tục là cái đất này nó bao nhiêu năm đó thì nó mới biến thành turn into, như vậy biến thành cái gì đúng không? Rồi, now. Và sau đó rồi khoáng chất nó sẽ gây cho con cá to. To thì chắc chắn là cộng với verb thôi. Verb không luôn đúng không? Rồi, hoặc là to be cộng verb 3 hết. Sau be nó chỉ sau to nó chỉ có hai cái thôi. Cộng verb không hoặc là to be cộng verb 3. To be cộng verb 3 tùy. Rồi. Và this là cộng với now, số ít. Và gây ra cái erosion. Erosion là bị mòn. Rock, đá nó bị mài mòn, thì cái sự mài mòn đá nó bị gây ra bởi bởi cái gì? Nhân từ đúng không? Và số 7, may, sau động từ may, may giống như can thôi, cộng verb hoặc cộng y chang như cái nãy, cộng be hoặc là cộng be cộng verb 3 tùy các bạn đúng không? Như vậy y chang đó, thử nha. Như vậy mình sẽ thử bài này ở số 7. Các bạn cứ tìm từ 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 xem nó sẽ ra. Và nhớ là không quá 4 từ nha. Rồi, đây là bài tập về nhà. Các bạn áp dụng vào cứ làm bao nhiêu thời gian cũng được ha. Rồi, đó là bài số 3. Rồi. Tương tự áp dụng chút xíu ha, ở nhà mình có thời gian. Mình tận dụng thời gian, mình làm thử bài exam, bài cuối. Bài nó hơi dài chút xíu và bài này thuộc dạng sơ đồ. Sơ đồ giống hồi nãy cái đập á, thì cái này cũng là một cái sơ đồ, một cái cây. À, nó khó hơn cái bài con cá ha, nhưng mà cứ check từ từ. Và các bạn thấy ở đây nó không còn là một đoạn văn mà nó rất là nhiều đoạn nhỏ ở trong, mình phải xác định được cái khúc đó nó nằm ở đâu dựa vào vị trí cái cây ha và những cái từ nó cho. Thử nha, mình cứ thử xem rồi bữa sau mình sửa. Rồi, hai bài này thôi, ok. Hai bài này là đủ rồi đó, đủ nhức đầu rồi đó ha. Rồi, tuần này sẽ trả bài từ vựng đi, trả bài từ vựng một bài thôi, 3A, từ vựng một bài 3A thôi. Những cái con cái tên khoa học á không trả, những cái tên khoa học không có trả, ví dụ chỉ trả chữ sibling chẳng hạn, fossil chẳng hạn thôi, còn những cái tên mà con khủng long gì thôi không cần. Mình chỉ có trả những cái từ thông thông dụng thôi, remote này kia thôi, K9. Rồi rồi, ok. Như vậy là tuần sau gặp lại các bạn ha. Thì nếu mà làm bài có thấy khó khăn thì các bạn cứ nhắn tin cho thầy. Rồi, biết các bạn có câu hỏi gì không? Như như em hiểu bài không? Có nhanh quá không? Như theo kịp không? Dạ không. Mà thầy ơi, thầy cho hỏi là cái phần 3A học từ đó này là mình học từ trong đoạn văn đó, hay là mình học từ trong cái từ vựng ở phần 3B này? Trong đoạn văn đó, Như trong đoạn văn có những cái từ nào mà Như thấy nó lạ thì Như có thể học. Như hỏi tra từ điển cũng được ha, mà nhớ nè, bây giờ mình đã học cái cách đoán từ rồi thì mình có thể mình tập đoán trước đi, nếu mà đoán không có thì mình hãy tra. Rồi, ok ha. Anh Hiếu có câu hỏi gì không? Châu Hà? Không có câu hỏi gì đây ạ. À, Ok đâu. dạ rồi, ok, hiểu bài anh Hiếu ha. Dạ. Dạ rồi. Ok, như vậy hẹn gặp lại cả lớp mình vào tuần sau ha. À, chào thầy. Rồi, chào anh Hiếu. Em Rồi, chào các chào bạn. thầy. Rồi, chào Như. Rồi, ok, vậy ha, hiểu học bài không? Học dễ hiểu hơn giáo dục được. Dễ hiểu hơn đúng không? Học trực tiếp dễ hiểu hơn đúng không? Ok. Nhưng mà bữa sau chiếu này lên nữa. Dạ, Rồi, được, chiếu lên thì lát anh coi coi chiếu sao. Sao kỳ bữa sau chút chiếu được. Nói vậy học chưa giờ dùng cho nó lớn, nhìn cho nó dễ.